Thảo Vy xin kính chào quý khán giả đang đến với bản tin toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Saigon Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, đã 746 ngày kể từ khi chiến sự nga-Ukraine bùng phát, những ngày này điều khiến người ta xôn xao bàn tán nhiều nhất là khả năng khai triển quân đội phương Tây đến hỗ trợ quốc gia đang bị xâm lược về điều này pháp đã tìm thấy các đồng minh ở các nước baltic có khả năng sẵn sàng gửi quân tới ukraine politico đưa tin ngoại trưởng pháp stephen sezonet đã gặp những người đồng cấp ukraine và các nước vùng baltic tại litva để thảo luận về ý tưởng đưa quân đội của họ tiến vào lãnh thổ ukraine bao gồm cả việc giúp dọn dẹp các khu vực sezonet nói nga không nên nói với chúng tôi rằng chúng tôi nên giúp đỡ ukraine như thế nào trong những tháng hoặc những năm tới nga không nên tổ chức các hành động của chúng tôi hoặc đặt ra các rành giới đỏ ukraine không yêu cầu chúng tôi gửi quân ukraine yêu cầu chúng tôi gửi đạn dược bộ trưởng pháp nói nhưng chúng tôi không loại trừ bất cứ điều gì trong những tháng tới các bộ trưởng vùng banh tiết ca ngợi pháp vì đã suy nghĩ vượt trội Lần đầu tiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố khả năng đưa quân tới Ukraine vào cuối tháng 2. Ngày nay, không có sự đồng thuận nào về việc khai triển lực lượng bộ binh một cách chính thức, dự kiến và được phê duyệt, nhưng không thể loại trừ điều gì trong tương lai. Ông nói sau hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU tại Paris. Ngoại trưởng Ba Lan nói binh sĩ NATO đã hiện diện ở Ukraine trong một diễn biến liên quan ngoại trưởng ba lan sikorsky cho biết binh sĩ nato đã hiện diện ở ukraine nhưng không nêu cụ thể là từ những nước thành viên nào Binh sĩ từ các quốc gia NATO đã có mặt tại Ukraine. Tôi muốn cảm ơn đại diện của các quốc gia đã chấp nhận rủi ra này. Họ biết họ là ai. Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết trong một sự kiện kỷ niệm 25 năm Vatsava gia nhập NATO được phát trên kênh YouTube CMRP ngày 8 tháng 3. Ông Sikorski không nêu rõ mình đang nhắc đến những quốc gia nào. Không như các chính trị gia châu Âu khác, tôi sẽ không tiết lộ điều này, Ngoại trưởng Ba Lan nói. Bình luận về phát biểu của ông Sikorsky, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 10 tháng 3 nói với tờ Izvestia rằng NATO không có lý do gì để phủ nhận điều đó nữa. Mỹ cùng các thành viên khác trong NATO chưa lên tiếng về thông tin, tuy nhiên nhiều khả năng đội quân này hiện tại chỉ bao gồm những chuyên gia rà phá bom mìn, tình báo và hỗ trợ y tế ông Sikovsky trước đó cho rằng sự hiện diện của lực lượng NATO ở Ukraine không phải là không thể tưởng tượng được, đồng thời đánh giá cao gợi ý của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng đưa binh sĩ phương Tây tới Ukraine. Mở đầu bản tin với một khoảnh khắc cận chiến kịch tính khi hai binh sĩ Ukraine dũng cảm chiến đấu với nhóm quân xâm lược ở khu vực Avdiivka. Theo đó, binh sĩ Ukraine đã thành công trong việc đối mặt và ngăn chặn cuộc tấn công của quân xâm lược, sau đó vô hiệu hóa binh lính Nga. Giao tranh diễn ra giữa binh sĩ Nga và tiểu đoàn xung kích 25 thuộc lữ đoàn cơ giới 47. Các hình ảnh được ghi lại bởi máy bay không người lái trinh sát của tiểu đoàn đã chứng kiến sự kiện này. Theo truyền thông của tiểu đoàn, ít nhất 7 binh lính Nga đã bị tiêu diệt bởi hai binh sĩ Ukraine. Ban đầu, binh lính Nga đã bị đánh bại bằng hỏa lực vũ khí nhỏ và không thể vượt qua hàng chục mét cuối cùng để tiếp cận vị trí bị bảo vệ bởi hai binh sĩ Ukraine. Người Ukraine đã sử dụng lựu đạn để hạ gục lính Nga, và sau đó một binh sĩ Ukraine đã lao ra khỏi chiến hào ở độ cao tối đa, vô hiệu hóa toàn bộ đội quân Nga. Sự tăng cường tấn công của kẻ xâm lược đã được ghi nhận ở một số khu vực gần thành phố, một cuộc tấn công chính nhằm vào phần phía bắc của Berdychiv Tại vị trí này, kẻ thù cố gắng thiết lập quyền kiểm soát để đẩy lực lượng phòng vệ Ukraine về phía tây của ngôi làng. Ở Olivka, kẻ thù tiến về phía đông của ngôi làng để chiếm đóng toàn bộ khu vực và thực hiện cuộc tấn công phá hoại ở phía nam Semenivka. Theo các nhà phân tích của Deep State, tình hình ở Tonenki đang phức tạp, với áp lực đến từ cả phía nam và phía bắc của khu định cư. Kẻ thù cũng bị đuổi ra khỏi những ngôi nhà mà chúng đã chiếm đóng. Như đã đưa tin trước đó, quân đội Ukraine cũng đã thành công trong việc ngăn chặn cuộc tấn công lớn của Nga gần Klitschivka ở khu vực Donetsk. Thưa quý vị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục bình luận về tuyên bố của ông rằng phương Tây không thể loại trừ khả năng triển khai quân đội ở Ukraine. Hiện nay, cách duy nhất để đạt được hòa bình là ngăn chặn bên gây hấn, bên gây hấn phải đồng ý hạ vũ khí. Tổng thống Emmanuel Macron nói trong cuộc phỏng vấn với kênh TF1 hôm 8 tháng 3, khi được hỏi liệu ông có không loại trừ việc triển khai quân đội phương Tây với Ukraine hay không, ông Macron cho biết, không loại trừ điều gì đó không có nghĩa là phải làm điều đó. Tổng thống Macron hôm 7 tháng 3 đã triệu tập một cuộc họp với các lãnh đạo đảng đối lập tại điện Elysée để thảo luận về sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine. Sau hơn 3 giờ đồng hồ thảo luận, họ không đạt được sự đồng thuận. Tuy nhiên, ông Macron nêu rõ sẽ không có giới hạn nào trong sự hỗ trợ của Pháp dành cho Ukraine, và ông coi đó không phải sự leo thang căng thẳng mà là một phản ứng tương xứng của Paris đối với các hành động của Moscow. Những phát ngôn gần đây của ông Macron gây chú ý. Tuần trước, ông cho biết các lãnh đạo phương Tây đã thảo luận về phương án đưa quân vào Ukraine, dù chưa đạt được đồng thuận, song phương Tây không loại trừ kịch bản đưa quân đến Ukraine và họ sẽ làm mọi việc có thể để ngăn Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Ngay lập tức, Moscow cảnh báo, nếu phương Tây đưa quân vào Ukraine, đó sẽ bị coi là một lời tuyên chiến với Nga và có thể kéo theo một cuộc xung đột hạt nhân. Phát ngôn mới nhất của ông Macron cũng nhận được sự chú ý của Moscow. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, Nga cũng không còn giới hạn đỏ nào trong các phản ứng với Pháp. Nhiều đồng minh phương Tây sau đó tuyên bố không có kế hoạch triển khai lực lượng quân sự ở Ukraine. Trước những tranh cãi, ông Macron khẳng định phát ngôn của ông không hề bột phát mà đã có sự tính toán kỹ lưỡng. Ông kêu gọi đồng minh phương Tây không nên hèn nhát mà cần cân nhắc mọi phương án có thể để hỗ trợ Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 8 tháng 3 cho biết, các cuộc thảo luận về việc NATO triển khai quân ở Ukraine cần phải dừng lại vì không ai thực sự muốn điều đó xảy ra. Không ai thực sự muốn đưa quân đến Ukraine, ông Pistorius nói. Ông Pistorius lập luận rằng thay vào đó, điều phương Tây cần làm là tăng cường cung cấp đạn dược và thiết bị cho quân đội Ukraine. Theo ông Pistorius, Đức là nước ủng hộ Ukraine lớn thứ hai trên thế giới, quyên góp 7,5 tỷ euro trong năm nay. Ông cũng cho biết Berlin đã gửi các hệ thống phòng không, pháo binh, đạn dược, bất cứ thứ gì Ukraine cần. Khi được hỏi về quyết định của Đức không gửi hỏa tiễn tâm xa Taurus cho Ukraine, ông Pistorius nói rằng đó sẽ là một bước đi quá xa. Chúng tôi luôn nhấn mạnh rằng hỏa tiễn tâm xa sẽ không quyết định cuộc chiến đó, ông Pistorius nói đồng thời khẳng định Thủ tướng Olaf Scholz đã nói có một ranh giới quyết định mà chúng tôi sẽ không bao giờ vượt qua, và đó là việc trở thành bên tham gia vào cuộc chiến. Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng với điều kiện Ukraine phải thừa nhận thực tế mới về lãnh thổ. Thực tế mà Moscow đề cập đến là việc các vùng lãnh thổ gồm Zaporizhia, Kherson, Lugansk, Donetsk sáp nhập vào Nga năm 2022 và bán đảo Crimea sáp nhập năm 2014. Trong khi đó, giới chức Ukraine tuyên bố đàm phán chỉ diễn ra khi Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea. Ngoài ra, Ukraine muốn mọi cuộc đàm phán hòa bình phải dựa trên cơ sở công thức hòa bình, gồm 10 điểm do Tổng thống Zelensky đưa ra. Thưa quý vị, theo dữ liệu mới do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm-Sipri công bố hôm Chủ nhật, ngành công nghiệp xuất khẩu vũ khí hùng mạnh của Nga đang sụp đổ do áp lực của cuộc chiến với Ukraine và nền kinh tế đang gặp khó khăn. Bản cập nhật hàng năm về ngành công nghiệp vũ khí của tổ chức này cho thấy Nga rơi xuống vị trí thứ ba sau Pháp và Mỹ trong số các nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên nước này đã bị đá khỏi vị trí thứ hai. Nhìn chung, xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 53% trong giai đoạn 2014-2018 đến năm 2019-2023, thông báo của SIPRI lưu ý, sự suy giảm diễn ra nhanh chóng trong suốt 5 năm qua, đồng thời cho biết thêm rằng số lượng khách hàng quan trọng của Nga đã giảm từ 31 xuống còn 12 quốc gia trong giai đoạn này. Peter D. Weizerman, nhà nghiên cứu cấp cao của chương trình chuyển giao vũ khí Shipri, nói rằng triển vọng đối với Moscow rất ảm đạm. Weizerman giải thích đây không chỉ là một đợt giảm giá ngắn hạn mà có thể là nguyên nhân khiến xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ không thể phục hồi ở mức mà chúng tôi đã thấy trước đây chúng ta sẽ thấy những thách thức rất lớn đối với nỗ lực tiếp tục trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn trên thế giới và với những số liệu mà chúng ta có về số vũ khí đang được đặt hàng nga cũng đang tuột lại phía sau có thể thấy cuộc chiến của nga với ukraine đã làm cạn kiệt nguồn tài nguyên công nghiệp quân sự của moscow tổng thống vladimir putin đã chuyển nền kinh tế nga sang trạng thái chiến tranh nhằm đáp ứng thách thức đột kích các cửa hàng quân sự bị bỏ quên từ lâu và tìm kiếm các nhà cung cấp nước ngoài mới ngành công nghiệp trong nước và thương mại ở nước ngoài của Nga đã hạn chế bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây. Mặc dù Moscow đã bắt tay vào một chiến dịch rộng rãi nhằm phá bỏ các lệnh trừng phạt, nhưng việc hạn chế tiếp cận công nghệ phương Tây đã làm suy yếu hoạt động sản xuất vũ khí tiên tiến hơn của nước này. Điện Kremlin thậm chí đã từ bỏ xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Amata được quảng cáo rầm rộ vì nó được cho là quá đắt việc bị loại khỏi thị trường tài chính quốc tế cũng cản trở khả năng thực hiện các giao dịch của họ. Hiệu suất kém của công nghệ Nga trên chiến trường Ukraine hầu như không giúp ích được gì cho các nhà kinh doanh công nghiệp quân sự. Các tàu Nga đã nhiều lần bị đánh chìm, máy bay bị bắn rơi và các hệ thống phòng không tỏ ra yếu kém. Thêm một bệ phóng của quân xâm lược trở thành sắc vụn, theo đó, quân đội Ukraine đã thành công trong việc tiêu diệt bệ phóng rocket đa nòng Grad-1 122 ly của đối phương, nhấn mạnh vào chiến tích này qua việc chia sẻ video tại lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 100 của lực lượng vũ trang Ukraine. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã sử dụng một chiến thuật đặc biệt là việc khai triển máy bay không người lái FPV Kamikaze để tấn công và tiêu diệt MRL của Nga, được gắn trên khuôn gầm zil 131 để đạt được mục tiêu phá hủy bệ phóng 9P-138 Grad 1, họ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được trang bị đầu đạn tích điện định hình. Loại đầu đạn này ban đầu được thiết kế để tiêu diệt xe bọc thép và sau đó được tích hợp vào máy bay không người lái Kamikaze. Trích đoạn còn mô tả một cuộc săn lùng của công ty FPV Ron Voron 100, những người lính chuyên nghiệp trong việc điều khiển máy bay không người lái FPV. Họ đã thành công trong việc định vị và phá hủy bệ phóng hỏa tiễn Grad-1 của Nga, một loại hệ thống chế tạo trên cơ sở BM-21 Grad, nhưng chỉ có 36 ống phóng hỏa tiễn thay vì số lượng thông thường là 40. Ngoài ra, thông tin cũng đề cập đến việc quân đội Ukraine đã chiếm được MRL loại này từ Nga trong quá trình giải phóng các vùng lãnh thổ, làm cho cuộc chiến này trở thành một chiến tích quan trọng. Trước đó, pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy hai hệ thống hỏa tiễn phóng loạt BM-21 Grad của Nga ở khu vực Luhansk, làm tăng thêm động lực và hiệu suất chiến đấu cho quân đội Ukraine. Thưa quý vị, ngày thứ 744 chiến sự Nga-Ukraine được ghi dấu ấn bởi cơn mưa máy bay không người lái xâm nhập không phận của quốc gia xâm lược. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 tháng 3 tuyên bố trên Telegram rằng, nhiều máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào lãnh thổ biên giới nước này. The New Voice of Ukraine đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay không người lái của Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhiều địa điểm ở Liên bang Nga. Đặc biệt, một máy bay không người lái đã nhắm vào vùng Belgorod và 11 chiếc khác nhắm vào vùng Volgograd. Theo đó, hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công và tiêu diệt tất cả máy bay không người lái tham gia cuộc tấn công đêm mùng 7 rạng sáng 8 tháng 3. Trong khi đó, không quân Ukraine cùng ngày cho biết người nga đã tấn công miền nam và miền đông Ukraine đêm qua và rạng sáng nay, sử dụng một hỏa tiễn phòng không dẫn đường S-300, hai hỏa tiễn dẫn đường Kh-59 và 37 máy bay không người lái tấn công chéo lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ được 33 máy bay không người lái của Nga. Kết quả của những nỗ lực phòng không là 33 máy bay không người lái xe hết đã bị bắn rơi ở các tỉnh Kirovohrad, Odessa, Kherson, Mykolaiv và Kharkov, tuyên bố của không quân Ukraine cho hay. Theo Pravda, người Nga đã phóng máy bay không người lái từ Crimea do Moscow kiểm soát các đơn vị phòng không và nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng không quân cũng như các đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine đã sử dụng các thiết bị tác chiến điện tử để lùi cuộc tấn công của Nga. Giữa bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các máy bay không người lái đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên chiến trường. Anh tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine hơn 100.000 UAV để hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống lại Nga. Thông tin trên được đưa ra hôm thứ Năm, 7 tháng 3, khi Bộ trưởng Quốc phòng Grand Shaft đến thăm Kiev. Bộ Quốc phòng Anh cho biết họ đang chi thêm 125 triệu bảng Anh, 160 triệu Mỹ Kim cho máy bay không người lái tiền tiến. Nâng tổng gói thầu máy bay không người lái dành cho Ukraine lên 325 triệu bảng Anh. Một tuyên bố cho biết số tiền này sẽ giúp cung cấp hơn 10.000 máy bay không người lái cho lực lượng vũ trang Ukraine trong suốt cả năm. Lô hàng hầu hết sẽ là máy bay không người lái có góc nhìn thứ nhất, cũng như máy bay không người lái tấn công một chiều, máy bay không người lái giám sát và hàng hải. Theo Bộ Quốc phòng Anh, quân đội Ukraine đã sử dụng nhiều loại máy bay không người lái khác nhau trong cuộc chiến với Nga để phá hủy và làm hư hại hàng nghìn thiết bị và phương tiện của đối phương. Nga hứng chịu tổn thất lớn trong tuần qua. Theo quân đội Ukraine, Nga đã mất hơn 7.200 binh sĩ 278 hệ thống pháo binh và hơn 200 xe bọc thép ABV trong tuần qua khi lực lượng của Moscow tiến về phía Tây trên chiến tuyến phía Đông Bắc ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Như vậy, Moscow đã mất tổng cộng 424.060 binh sĩ trong cuộc chiến và trong 24 giờ qua đã có 900 người bị thương vong. Quân đội Ukraine cho biết hôm Chủ nhật, Nick Renoy, nhà nghiên cứu về chiến tranh trên bộ tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia có trụ sở ở London cho biết, nếu con số thống kê của Ukraine bao gồm tổng số thương vong cũng như các tay súng của Nga mất tích hoặc chết trong các tình huống không chiến đấu, thì đó là một con số hoàn toàn hợp lý. Đầu tháng 3, chính phủ Anh cho biết số thương vong hàng tháng của Nga trong suốt tháng 2 năm 2024 đã đạt mức cao nhất kể từ khi lực lượng Moscow tiến vào Ukraine để tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Nga có thể đã phải hứng chịu hơn 335.000 thương vong trong thời gian này. Luân Đôn cho biết, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bản cập nhật tình báo, điều này gần như chắc chắn phản ánh cam kết của Nga đối với chiến tranh quy mô lớn và tiêu hao. Theo số liệu của Kyiv, Nga cũng mất 38 hệ thống pháo binh trong ngày qua và tổng cộng 10.466 hệ thống trong hơn 2 năm chiến tranh toàn diện. Ukraine cho biết, trong tuần qua, Moscow cũng mất 211 xe ABV và 91 xe tăng. Nga không thường xuyên cung cấp con số thiệt hại được cho là của Ukraine, nhưng hôm Chủ nhật cho biết Kyiv đã mất 895 binh sĩ và hai xe tăng trong ngày qua, cũng như mất tổng cộng 15.420 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác kể từ tháng 2 năm 2022. Mặc dù rất khó xác định chính xác con số thương vong và tổn thất thiết bị, nhưng những con số này cho thấy dấu hiệu về chi phí tiếp tục phải trả cho nỗ lực chiến tranh của cả hai bên duy trì số lượng hệ thống pháo binh và đạn dược cho chúng cũng như đội xe bọc thép và xe tăng hạng nặng là một trong nhiều ưu tiên của quân đội cả hai nước. Đầu tuần này, Kyiv cho biết lực lượng của họ đã nhắm mục tiêu vào tàu tuần tra Sergei Kotov thuộc hạm đội biển đen của Moscow trong một cuộc tấn công qua đêm gần eo biển Kurt ở phía đông Crimea. Theo Ukraine, tính đến Chủ nhật, điều này đã nâng tổng số tàu hải quân Nga thiệt hại trong cuộc chiến lên con số 26. Ở một diễn biến khác Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết Nga đã tái kích hoạt tới 40% lượng xe tăng dự trữ của mình và việc sản xuất của họ là hiện đại hóa những cổ chiến xa này Các nhà nghiên cứu nguồn mở đã phân tích hình ảnh vệ tinh và kết luận rằng Nga đã lấy đi từ 25 đến 40% lượng xe tăng từ các kho dự trữ chiến lược ở ngoài trời tùy thuộc vào kiểu loại Dara Mashikot thành viên cấp cao trong chương trình Nga và Á-Âu tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie đánh giá rằng, Nga rất có thể đã lấy đi những thiết bị tốt nhất khỏi kho dự trữ chiến lược, trong khi những thiết bị tệ nhất và không thể sử dụng được vẫn được cất giữ trong các nhà kho. Bà Maschikot cũng ước tính rằng số tồn kho dự trữ của Nga sẽ giảm trong vài năm tới nếu Moscow duy trì tốc độ hoạt động hiện tại. ISW lưu ý rằng họ không thể xác minh độc lập báo cáo này đồng thời các nhà phân tích quân sự lưu ý rằng các báo cáo sản xuất xe tăng của nga trong những năm gần đây phần lớn phản ánh các xe tăng được tân trang và hiện đại hóa lấy từ kho chứ không phải sản xuất mới hoàn toàn những ước tính này cho thấy quân đội nga sử dụng chủ yếu thiết bị dự trữ để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu hơn là để bù đắp tổn thất trên chiến trường thông qua sản xuất mới Moscow có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu thiết bị trong vài năm tới nếu tỷ lệ hao hụt hiện tại vẫn giữ nguyên hoặc tăng nhanh hơn và mức sản xuất xe mới hiện tại không thay đổi. Bên cạnh đó, một sĩ quan quân đội cấp cao của Nga vừa cảnh báo rằng cuộc chiến sự ở Ukraine có thể leo thang thành một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu và cho biết khả năng các lực lượng của Moscow tham gia vào một cuộc xung đột mới đang gia tăng đáng kể. Thượng tướng Vladimir Zaruznitsky, người đứng đầu Học viện quân sự của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, đã đưa ra cảnh báo này trong một bài báo đăng trên Tư tưởng quân sự, một ấn phẩm của Bộ Quốc phòng. Hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin hôm thứ Năm, 7 tháng 3. Khả năng leo thang chiến sự ở Ukraine từ việc mở rộng lực lượng ủy nhiệm được sử dụng để đối đầu quân sự với Nga đến một cuộc chiến quy mô lớn ở châu Âu là không thể loại trừ, Ria dẫn lời tướng Zarudnitsky nói. Nguồn gốc chính của các mối đe dọa quân sự đối với đất nước chúng ta là chính sách chống Nga của Mỹ và các đồng minh. Những người đang tiến hành một loại hình chiến tranh hỗn hợp mới nhằm làm suy yếu Nga bằng mọi cách có thể hạn chế chủ quyền và phá hủy lãnh thổ của đất nước này. Vì vậy, khả năng nước chúng ta bị lôi kéo có mục đích vào các cuộc xung đột quân sự mới đang gia tăng đáng kể, ông Zarudnitsky nói. Cuộc chiến ở Ukraine đã gây ra cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong quan hệ giữa Nga với phương Tây kể từ cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba năm 1962. Và Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo rằng phương Tây có nguy cơ kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu gửi quân tới Ukraine ông Putin đã đưa ra quyết định triển khai hàng chục binh sĩ tiến hành chiến tranh ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Chiến dịch được thiết kế để bảo đảm an ninh của Nga trước chính quyền Ukraine được Mỹ hậu thuẫn ngày càng thù địch. Bình luận của tướng Zarudnitsky được đưa ra vào thời điểm phương Tây đang nỗ lực giúp Ukraine có thêm vũ khí và tài chính sau cuộc phản công thất bại của Kiev vào mùa hè năm ngoái và sau khi lực lượng Nga giành lại thế chủ động trên chiến trường. Trong một diễn biến liên quan, các lực lượng Nga tiếp tục tiêu hao thiết bị trong cuộc chiến ở Ukraine với những số liệu mới nhất của Kyiv chỉ ra tổn thất về vũ khí phòng không của Moscow tăng đột biến trong những tuần gần đây. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 9 tháng 3 cho biết, Nga đã mất 3 vũ khí phòng không trong ngày hôm trước. Tổng thiệt hại của loại thiết bị đó kể từ khi bắt đầu chiến tranh là 707 có những tổn thất lớn về vũ khí phòng không được ghi nhận trong vài tháng đầu của cuộc chiến nhưng những con số này chỉ tăng dần trong năm qua với số liệu thống kê hàng tuần thường ở những con số đơn lẻ Tuy nhiên trong tháng này, số lượng tổn thất của các hệ thống đã gia tăng với số liệu thống kê của Kyiv được công bố hôm 8 tháng 3 ghi nhận 13 tổn thất như vậy trong 7 ngày trước đó, bao gồm 5 hệ thống vào ngày 2 tháng 3, 7 ngày từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 chứng kiến mức tổn thất cao nhất của các hệ thống phòng không của năm tính đến thời điểm hiện tại. Một thống kê trên trang web Oris nơi xác minh tổn thất thiết bị của Nga bằng cách sử dụng video hoặc hình ảnh được xác minh nêu chi tiết tại sao kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Moscow đã mất 48 hệ thống phòng không, 29 trong số đó đã bị phá hủy, một chiếc bị hư hại và 18 chiếc bị thu giữ ngoài ra còn có 20 khẩu pháo tự động hai nòng ZU-23-2 phòng không và 18 xe Uran-4320 là nền tảng cho bệ phóng hỏa tiễn BM-21 Grad số liệu mới nhất của Oryx cũng cho biết nga đã mất 25 pháo tự hành trong đó bao gồm 13 pháo phòng không tự hành 2K22 Tunguska và 8 pháo phòng không tự hành bọc thép hạng nhẹ ZSU-23-4 Shilka được dẫn đường bằng radar Oris cho biết tổn thất thiết bị thực tế của Nga có thể còn cao hơn nhiều và thống kê của họ cũng cho thấy Moscow đã mất 212 hệ thống hỏa tiễn đất đối không, trong đó có 42 hệ thống 9K35 Strela-10. Bộ Quốc phòng Moscow hôm thứ Bảy cho biết Nga đã bắn hạ 47 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, đồng thời cho biết thêm rằng Kyiv đã tiến hành các cuộc tấn công kéo dài hơn một giờ trên các vùng Belgorod, Kursk, Volgograd và Rostov, các kênh Telegram đưa tin người dân địa phương ở Taganrod thuộc vùng Rostov đã nghe thấy 5 vụ nổ chỉ trong một đêm được thống đốc tỉnh Vasily Golubev mô tả là rất lớn. Chính quyền Nga tiếp tục báo cáo số lượng các cuộc tấn công ngày càng tăng nhằm vào các khu vực này, trong khi lực lượng của Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong những tháng gần đây tạm rời xa chiến trường Đông Âu để đến với những diễn biến nóng bỏng xoay quanh chiến sự giải Gaza. Theo đó, giao tranh giữa Hamas và Israel vẫn tiếp tục vào thứ Bảy khi Hamas đưa ra một ước tính cho thấy cuộc chiến cho đến nay đã gây thiệt hại 30 tỷ Mỹ Kim. Văn phòng truyền thông do Hamas kiểm soát cho biết có tới 80% tòa nhà ở thành phố Gaza đã bị phá hủy. Văn phòng cho biết thiệt hại tổng thể là các tòa nhà dân cư, cơ sở kinh tế và cơ sở hạ tầng như đường xá, đường ống điện, nước và hệ thống thoát nước. Một phần chiến tranh của Iran bao gồm các cuộc bắn phá lớn vào các thị trấn và khu dân cư ở dãy Gaza đông dân cư. Các đồng minh như Mỹ đã chỉ trích cường độ hành động quân sự của Iran, vốn cũng khiến nhiều thường dân thiệt mạng. Quân đội Iran tuyên bố rằng họ có ý định tiêu diệt Hamas và giải thoát các con tin. Israel cho biết Hamas ẩn sâu dân thường và vận hành các cơ sở quân sự, kho vũ khí và trung tâm chỉ huy ở giữa các khu dân cư. Bằng chứng đã trưng ra một số hình ảnh và video về các công trình lắp đặt như vậy trong suốt cuộc chiến kéo dài 5 tháng hiện nay. Vì vậy, Israel cho rằng cần phải phá hủy mạng lưới đường hầm dài hàng trăm km do Hamas tạo ra. Hầm và đường hầm thường được đặt dưới các cơ sở dân sự như bệnh viện trong khi đó, các lực lượng Israel đã tiêu diệt hàng chục chiến binh Hồi giáo Hamas ở giải Gaza trong 24 giờ qua, các quan chức quân sự cho biết hôm thứ Bảy. Tại thành phố Khan Yunis phía nam, quân đội đã tiêu diệt 20 dân quân Hamas trong các cuộc cận chiến và không kích. Theo lực lượng phòng vệ IDF, IDF cho biết ít nhất 10 chiến binh Hamas đã bị tiêu diệt ở trung tâm Gaza. Theo các nguồn tin của Palestine, máy bay chiến đấu của Iran vào sáng sớm thứ Bảy đã ném bom một tòa nhà cao tầng ở Rafah, ngôi làng ở cực nam của giải ven biển bị phong tỏa. Người dân đã nhận được cảnh báo trước và không có mặt trong tòa nhà ở trung tâm thành phố đã bị phá hủy. Tuy nhiên, hãng thông tấn Palestine Wafa đưa tin dẫn các nguồn tin địa phương chưa xác định được số lượng thường dân bị thương vong trong vụ tấn công vào tháp Al-Masri, IDF xác nhận cuộc tấn công vào khối tháp, theo tờ Times of Iran, nơi đây từng là nơi đặt một phòng kế hoạch của Hamas, tờ báo cho biết tổ chức khủng bố này đã chuẩn bị các cuộc tấn công vào binh sĩ Iran và tấn công bằng hỏa tiễn vào Iran từ đó. Bộ y tế do Hamas kiểm soát ở Gaza cho biết tổng cộng 82 người Palestine đã thiệt mạng trong 24 giờ qua do giao tranh, ngoài ra còn có 122 người bị thương. Số người Palestine thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza vào mùa thu năm ngoái đã tăng lên 30.960 và số người bị thương lên 72.524. Những số liệu này cũng không thể được xác minh độc lập. Số liệu thương vong được thu thập tại các bệnh viện không phân biệt dân thường và chiến binh có vũ trang. Tuy nhiên, 70% nạn nhân được cho là phụ nữ trẻ em và người già. Cuộc chiến được châm ngòi bởi vụ thảm sát chưa từng có do Hamas và các nhóm cực đoan khác thực hiện ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10, khiến 1.200 người thiệt mạng, 250 người khác bị bắt cóc tới Gaza. Trong một diễn biến liên quan, một bản đồ được một ấn phẩm trực tuyến của Nga công bố cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đang tiến ngày một sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Phân tích của Veska, một hãng tin độc lập của Nga được thành lập ngay sau khi chiến tranh Ukraine bắt đầu, cho thấy các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất trên đất Nga đã mở rộng diện tích nằm trong tầm bắn của Ukraine lên 1.045 triệu km vuông. Nga đã hứng chịu làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022, với một số cuộc tấn công nhắm tới Moscow. Nhiều cuộc tấn công nhằm vào các kho đạn dược. Ukraine hiếm khi tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công trên đất Nga, nhưng Điện Kremlin đã cáo buộc Kiev cố gắng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái. Veska trích dẫn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hôm thứ Năm vào một nhà máy luyện kim thuộc nhà sản xuất thép Severstal ở thành phố Cherepovets, thuộc vùng Volodya của Nga. Veska đưa tin Cuộc tấn công là một trong những mục tiêu xa nhất tính từ tiên tuyến của Ukraine bị tấn công trên đất Nga kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Cuộc tấn công vào doanh nghiệp ở Cherepovets đã mở rộng lãnh thổ có khả năng bị tổn thương của Nga trước các cuộc tấn công của quân đội Ukraine thêm 45.000 km vuông. Hãng tin này cho biết bây giờ nó có diện tích khoảng 1.045.000 km vuông, trong đó có hai thành phố liên bang, Moscow và Saint Petersburg. Veska nói thêm, trước đây theo hướng Đông Bắc, máy bay không người lái đã bay tới Saint Petersburg và Yaroslav, nơi mục tiêu là máy bay Nevsky Mazut và nhà máy lọc dầu Slavnev Hôm thứ Tư, chính quyền ba khu vực của Nga, Belgorod, Voronezh và Kursk đã công bố một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm. Ngoài ra, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển một nhà máy nhiệt điện kết hợp ở thành phố Sagona, miền Nam Siberia vào sáng thứ Tư. Ukraine cũng tăng cường tấn công vào các trung tâm dầu mỏ và nhà máy lọc dầu của Nga trong những tuần gần đây, buộc Moscow phải thông qua lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng vào tháng trước. Thưa quý vị, Cuối tuần vừa qua, một lượng lớn máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một cơ sở máy bay của Nga, nơi một chiếc máy bay do thám đã bị Kyiv nhắm tới trước đó đang được sửa chữa. Nhà máy của công ty máy bay Biryev ở thành phố Tangarod thuộc tỉnh Rostov phía tây nam nước Nga được cho là một trong những mục tiêu của cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái vào đêm thứ Sáu. Các blogger quân sự Nga cho biết, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào địa điểm sản xuất máy bay đổ bộ Bi-200, Tuy nhiên, một máy bay phát hiện radar tầm xa A-50 của Nga trước đó đã bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mà Kyiv tuyên bố đang được sửa chữa tại địa điểm vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, tờ báo trực tuyến Ukraina Vravda Ukraina đưa tin. Hai tuần trước, Không quân Ukraina cho biết họ đã bắn hạ một máy bay dò radar tầm xa BGF a 50 diều của Nga gần biển Azov vào ngày 23 tháng 3 bằng hệ thống phòng không S-200 của Liên Xô. Kyiv cho biết họ đã hạ chiếc máy bay tương tự vào ngày 14 tháng 1 trên cùng một vùng biển. Không rõ liệu chiếc A-50U gần đó có bị bắn trúng hay không. Shekhi Bratchuk, phát ngôn viên của chính quyền quân sự khu vực Odessa, viết trên Telegram. Bratchuk nói thêm, đây là một hoạt động cực kỳ thành công khi sử dụng máy bay không người lái Kamikaze ở hậu phương Liên bang Nga. Những đòn tấn công mạnh mẽ như vậy có thể cản trở nghiêm trọng đến hoạt động của nhà máy trong thời gian khá dài thông tin về việc mất chiếc A50 vào tháng trước mà một số blogger thân với Điện Kremlin cho rằng có thể đã bị hỏa lực của quân đồng minh tấn công đã dán một đòn mạnh vào khả năng không quân của Moscow. Nga cũng được cho là đã mất một số máy bay chiến đấu trong những tuần gần đây, trong đó có hàng chục chiếc Sukhoi Su-35 và Su-34 bị bắn rơi trong vòng 2 tuần. Đến với một diễn biến khác, các hệ thống hỏa tiễn đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất sẽ được triển khai ở Litva, một thành viên của NATO trong năm nay. Tại cuộc họp báo ngày 7 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Avidas Anusauskas cho biết, NATO sẽ triển khai các hệ thống hỏa tiễn đất đối không Patriot trong năm 2024. Năm nay, hệ thống phòng không luân phiên Patriot sẽ đi vào hoạt động ít nhất là một phần, Bộ trưởng Anusauskas nói. Ông ừ, cho biết thêm, mục tiêu của chúng tôi là triển khai luân phiên để làm nhiệm vụ tương tự nhiệm vụ tuần tra trên không. Nguyên tắc này sẽ không chỉ xảy ra trong vài tháng mà sẽ bao trùm tất cả các tháng và giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng không của chúng tôi. Sứ mệnh tuần tra trên không mà ông đề cập đến là cái chuyến bay tuần tra của máy bay NATO ở không phận Litva, Latvia và Estonia litva là một thành viên của nato có chung đường biên giới với vùng lãnh thổ kaliningrad của nga và với belarus năm ngoái mỹ và các đồng minh châu âu đã đưa một số tổ hợp patriot đến ukraine theo cam kết hỗ trợ kiev trong cuộc xung đột với nga liên minh này cũng triển khai thêm lực lượng đến đông âu và các nước baltic những năm gần đây do lo ngại cuộc khủng hoảng ukraine lan rộng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tháng trước cảnh báo rằng Liên minh phương Tây phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu có thể kéo dài hàng thập kỷ. Về phần mình, Nga cho rằng việc NATO tiếp tục mở rộng về phía đông và sự hợp tác của khối này với Kiev là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột hiện nay. Các quan chức Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng Moscow coi các đơn vị quân đội NATO gần biên giới nước này là mối đe dọa an ninh quốc gia hồi tháng 1, phái ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng việc triển khai thêm lực lượng nước ngoài ở Litva chỉ dẫn đến căng thẳng quân sự leo thang. Đến với một diễn biến đáng chú ý trên mặt trận giao tranh, các binh sĩ của tiểu đoàn riêng biệt số 79 thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 102 đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga ở khu vực Zaporizhia. Nhà báo Ukraine Yuri Budusov đã đưa tin về điều này trên kênh Telegram của mình. Những người lính đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng cách sử dụng khai thác từ xa, súng cối, súng phóng lựu, máy bay không người lái FPV và vũ khí chống tăng. Theo nhà báo, quân Nga đã mất một xe tăng, 5 xe bọc thép chở quân, một xe rải mìn UR-77 và một số ô tô trong cuộc tấn công. Mới đây ngày 6 tháng 3 năm 2024, Military đưa tin các đội xe tăng Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới 54 đã áp sát quân xâm lược Nga và đánh bật chúng ra khỏi giải rừng ở vùng Kharkiv. Trận chiến diễn ra ở phía tây bắc làng Olyanka và bộ binh Nga cố gắng giành được chỗ đứng trong khu rừng ở khu vực này. Để đẩy lùi họ, quân đội Ukraine đã cử hai xe tăng, bắt đầu bắn vào quân Nga bằng đạn nổ mạnh. Trong những diễn biến khác, các chiến sĩ của tiểu đoàn xung kích núi biệt động 108 đã tiến công vào một vị trí địch và bắt được hai tù binh. Một trong những tù binh có biệt hiệu Surup trước đây đã từng thụ án 15 năm tù. Vào tháng 11 năm 2023, để tránh phải ngồi tù thêm, ông đã ký hợp đồng và tham gia cuộc chiến chống Ukraine. Vào ngày 5 tháng 3, có thông tin cho rằng quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công bằng xe bọc thép của Nga gần novomikhailivka ở khu vực Donetsk. Ukraine tuyên bố không bao giờ dương cờ trắng Ukraine đã tuyên bố không bao giờ đầu hàng, sau khi Giáo hoàng Francis nói Kyiv nên có dũng khí dương cờ trắng và đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Quốc kỳ của chúng tôi mang màu vàng và xanh dương đây là lá cờ chúng tôi sẽ sống, chết và chiến thắng cùng. Chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lá cờ nào khác. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên X hôm nay. Ngoại trưởng Kuleba bình luận sau khi hãng tin Reuters cùng ngày tiết lộ một phần nội dung cuộc phỏng vấn giáo hoàng Francis dự kiến công bố ngày 20 tháng 3. Trong đó, ông được đề nghị bình luận về tranh cãi liệu Ukraine có nên bỏ cuộc và chấp nhận đàm phán để chấm dứt chiến sự hay không. Phóng viên dùng cụm từ cờ trắng khi đặt câu hỏi, giáo hoàng francis cho rằng bên mạnh mẽ nhất là người nghĩ đến dân thường có dũng khí dương cờ trắng và bắt đầu đàm phán khi nhìn vào tình hình theo ông kuleba trong cuộc chiến giữa tốt và xấu mạnh mẽ nhất là người chọn đứng về phe tốt thay vì đặt hai bên ngang hàng và gọi đó là đàm phán Ngoại trưởng Kuleba cảm ơn giáo hoàng Francis đã luôn cầu nguyện cho hòa bình và hy vọng ông sớm thăm Ukraine. Phát ngôn viên Vatican Matteo Bruni trước đó nói giáo hoàng Francis đã mượn cụm từ cờ trắng của phóng viên nhằm thể hiện mong muốn các bên chấm dứt chiến sự và đạt hòa ước thông qua dũng khí đàm phán. Tờ Financial Times viết, Thụy Điển có thể trở thành một trung tâm hậu cần cũng như tuyến đường tiếp viện đến Phần Lan hoặc các nước vùng Baltic khác trong trường hợp xung đột Nga NATO nổ ra. Viện dẫn các nguồn tin chính thức, tờ báo của anh cho hay, dù Thụy Điển không có biên giới trực tiếp với Nga, nhưng vai trò của nước này trong một cuộc xung đột tiêm tàng cũng không kém phần quan trọng. Theo đó, Thụy Điển, gồm cả đảo Gotland, mở ra các tuyến đường tiếp tế và tăng viện mới thụy điển sẽ cho phép các quốc gia thành viên nato sử dụng như một trung tâm vận tải tạo điều kiện thuận lợi cho estonia latvia và litva phòng thủ các quốc gia này trước đây dựa vào khoảng trống suwanki hay hành lang suwanki vốn là một dải đất hẹp ngăn cách các nước vùng baltic với bà lan ngoại trưởng latvia christianis karins nhận xét biển baltic trở thành một cái hồ của nato nó giảm tính dễ bị tổn thương của các nước bành tiết thông qua khoảng trống Suwanki. toàn bộ an ninh của khu vực được củng cố mạnh mẽ hơn vì nó làm cho phía đông vùng bành tiết giảm khả năng bị tổn thương trong khi đó thủ tướng Thụy Điển Karin nói việc Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO sẽ cho phép khối quân sự này coi Bắc Âu là một khu vực rộng lớn không có khoảng trống nào trên bản đồ các chuyên gia cảnh báo rằng cuộc chiến sự ở Ukraine có thể lan sang châu Âu và cả các quốc gia khác. Sau đó, nó làm tăng nhu cầu kiểm soát và tiếp cận tốt hơn của NATO tại lục địa này. Tướng Vladimir Zarudnitsky, người đứng đầu Học viện Quân sự thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga cảnh báo, cuộc chiến ở Ukraine có thể leo thang thành một cuộc chiến toàn diện ở châu Âu. Hôm qua, 7 tháng 3, Thụy Điển chính thức gia nhập NATO, 2 năm sau khi cuộc xung đột Nga và Ukraine nổ ra. Những lo ngại về cuộc xung đột trên đã làm Stockholm phải suy nghĩ lại về chính sách an ninh quốc gia và quyết định gia nhập khối quân sự NATO. Quốc hội Hungary đã thông qua việc thủy điển gia nhập NATO vào ngày 26 tháng 2. Quốc kỳ quốc gia Bắc Âu này sẽ được treo tại trụ sở NATO ở Brussels vào ngày 11 tháng 3. Hungary là quốc gia NATO cuối cùng phê chuẩn nghị định thư thành viên NATO của Thụy Điển. Phần Lan và Thụy Điển chính thức được mời tham gia Liên minh Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Madrid vào tháng 6 năm 2022. Tạm trời Đông Âu để đến với Trung Đông cũng không kém phần phức tạp. Hãng tin CNN của Mỹ vừa công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Iran đã hoàn tất việc xây dựng một con đường lớn cắt đôi giải Gaza thành hai phần. Theo nguồn tin từ TPO, Cụ thể, con đường mà quân đội Iran đã xây dựng nằm ở khu vực trung tâm giải Gaza và dài 6,5 km. Con đường này chạy từ Tây sang Đông với điểm đầu là biên giới Iran, giải Gaza và điểm cuối là biển địa Trung Hải. Với sự xuất hiện của con đường mới, giải Gaza hiện bị cắt đôi thành hai nửa Nam và Bắc. Các quan chức quân đội Iran tuyên bố rằng việc xây dựng con đường là một phần trong kế hoạch an ninh để kiểm soát giải Gaza trong thời gian tới. Kế hoạch này có thể kéo dài từ vài tháng tới vài năm. Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đang sử dụng con đường để thiết lập vị trí chắc chắn cho hoạt động trong khu vực và tạo điều kiện để các lực lượng cũng như thiết bị hậu cần di chuyển. Trong một diễn biến liên quan, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC đã cảnh báo tình hình nhân đạo tại Gaza đang xấu đi từng giờ. Tại một thông báo, Chủ tịch ICRC Mirjana Spoyzarik khẳng định hiện không còn bất kỳ địa điểm nào được coi là an toàn tại Gaza. Ngoài ra, Chủ tịch ICRC kêu gọi các bên lập tức hạ nhiệt chiến sự nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo được khai triển tại Gaza. Bên cạnh đó, Thủ tướng Iran Benjamin Netanyahu ngày 10 tháng 3 cho biết, chiến dịch quân sự của nước này ở giải Gaza có thể kết thúc sau một hoặc hai tháng. Chúng tôi đã tiêu diệt 3 phần tư lực lượng chiến đấu của Hamas và chúng tôi sắp hoàn thành giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến, có thể là 6 tuần hoặc cũng có thể là 4 tuần. Ông Netanyahu nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Politico, đồng thời nhấn mạnh thêm cuộc chiến sẽ không kéo dài hơn 2 tháng nữa. Theo ước tính của nhà lãnh đạo Israel, khoảng 13.000 tay súng Palestine đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở giải Gaza. Trong khi đó, theo số liệu của cơ quan y tế Gaza, tổng số người chết tại Gaza đã vượt quá 30.000 người, trong đó hơn một nửa là phụ nữ và trẻ em. Cũng trong bài phỏng vấn, Thủ tướng Netanyahu xác nhận Iran tiếp tục tiến hành một chiến dịch ở thành phố Rafah phía nam Gaza. Chúng tôi sẽ đến đó, chúng tôi sẽ không rời đi, nhà lãnh đạo khẳng định, đồng thời tuyên bố thêm một số nhà lãnh đạo Ả Rập âm thầm ủng hộ cuộc tấn công sắp tới của Iran nhằm vào Hamas ở Rafah ông netanyahu cũng bác bỏ khả năng ngừng bắn trong tháng ramadan trừ khi các con tin được hamas trao trả nhà lãnh đạo iran tiết lộ cũng có khả năng iran sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự chống phong trào hezbollah ở liban người dân đã rời bỏ nhà cửa vì lo sợ hezbollah sẽ gây ra các vụ thảm sát ở biên giới phía bắc với liban vì vậy chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để khôi phục an ninh và đưa họ về nhà nếu phải làm điều đó bằng các biện pháp quân sự, chúng tôi sẽ làm như vậy. Nếu có phương án ngoại giao để đạt được điều đó thì tốt, ông Netanyahu cho hay. Trong một diễn biến liên quan, các bên liên quan vẫn đang nỗ lực để đạt được một lệnh ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh trong tháng lễ Ramadan. Hai nguồn tin Ai Cập cho biết nước này đã liên lạc với các nhân vật cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas, Iran cũng như các bên trung gian khác nhằm khởi động lại các cuộc đàm phán ngừng bắn ở giải Gaza trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu vào ngày 11 hoặc 12 tháng 3. Việc Ai Cập liên lạc với Hamas và cơ quan tình báo Mossad của Iran trong ngày 10 tháng 3 được thực hiện theo yêu cầu của Tổng thống Ai Cập trong nỗ lực đưa hai bên có quan điểm đối lập lại gần nhau hơn. Vòng đàm phán mới nhất tại Cairo trong tuần trước, vốn không có sự tham gia của Iran, đã bị gián đoạn. Cơ quan tình báo Mossad hôm 9 tháng 3 cho hay, các bên vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận, mặc dù hy vọng về việc đạt được một lệnh ngừng bắn trước khi tháng lễ Ramadan bắt đầu đang dần trở nên mờ nhạt. Bên cạnh chiến trường nảy lửa ở Đông Âu, thì căng thẳng ở Biển Đỏ cũng đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tấn công tàu hàng gây chết người. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom ngày 8 tháng 3 cho biết đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào 4 hệ thống hỏa tiễn hành trình chống hạm và một máy bay không người lái UAV của lực lượng Houthi ở Yemen. Ngoài ra, Sencom còn cho biết phía Mỹ đã bắn hạ 3 UAV đang bay đến Vịnh Aden từ những khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Đợt tập kích diễn ra vào chiều 7 tháng 3 giờ Yemen, một ngày sau khi Houthi tấn công tàu hàng True Confidence khiến ba người thiệt mạng. Giới quan sát cho rằng, cuộc tấn công chết người đầu tiên của Houthi nhằm vào tàu hàng khiến tình hình ở biển đỏ leo thang lên mức độ nghiêm trọng mới. Houthi phóng 403 hỏa tiễn và UAV trong thông điệp liên bang ngày 7 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh về liên minh hơn 20 nước do Mỹ dẫn đầu đang hoạt động ở Biển Đỏ và nhu cầu tạo sự ổn định ở Trung Đông. Tôi đã ra lệnh tấn công nhằm làm suy yếu năng lực của Houthi và bảo vệ lực lượng Mỹ trong khu vực. Với tư cách là Tổng tư lệnh, tôi sẽ không ngần ngại chỉ đạo các biện pháp tiếp theo để bảo vệ người dân và quân nhân của chúng ta. Ông cam kết trong khi đó, lãnh đạo Abdul Malik Al-Houthi của Houthi cho hay, lực lượng này đã phóng 403 hỏa tiễn và UAV nhằm vào 61 tàu thuyền ở Biển Đỏ, Vịnh Aden và eo biển Bab al-Mandab nối hai khu vực này. Trang Yemen Online ngày 7 tháng 3 dẫn lời ông Abdul Malik cho biết, Houthi sử dụng những vũ khí hiện đại khiến hải quân các nước Mỹ, Anh không phát hiện. Viết trên mạng xã hội, nhà đàm phán Mohammed Abdul Salam của Houthi khẳng định lực lượng này không tấn công tàu nào trước khi ra chỉ thị về việc không được đi qua các vùng biển trên. Một số tàu tuân thủ và rời đi, trong khi số khác từ chối nên bị tấn công, ông cho biết. Thông tin về tình hình ở Biển Đỏ, giới chức Mỹ cho rằng Houthi đến nay chỉ phóng hơn 45 hỏa tiễn và UV nhằm vào các tàu hàng và tàu hải quân của Liên minh do Mỹ dẫn đầu đến nay chưa có tàu quân sự nào bị thiệt hại, theo Bộ Quốc phòng Mỹ. Hầu hết các hỏa tiễn và UAV của Hồ nhằm vào các tàu hàng đều bị ngăn chặn hoặc rơi xuống nước một cách vô hại, khiến cuộc tấn công chết người hôm 6 tháng 3 gây sốc và có thể khiến các công ty hàng hải thêm lo ngại. Có lẽ làng ranh đỏ đã bị vượt qua với vụ tấn công chết người. Theo nhà phân tích Peter Sen tại Seneta, công ty phân tích hàng hải có trụ sở tại Na Uy. Theo ông, chỉ 30% tàu thuyền vận tải thông thường vẫn còn đi qua biển đỏ và kênh đào Suez. Tôi dự báo rằng cuộc tấn công chết người sẽ khiến con số này còn giảm thêm, chủ yếu các tàu dẫn vẫn còn đi qua và có thể những tàu này sẽ rút lui số lượng lớn hơn. Đài CNN dẫn lời ông Sen nhận định. Theo công ty Windward Israel, chuyên phân tích rủi ro hàng hải, số tàu thuyền đi qua biển đỏ và kênh đào Suez vốn đã giảm từ tháng 12 năm 2023, khi nhiều hãng cho tàu đi vòng qua mũi hảo vọng phía Nam Châu Phi. Vào ngày xảy ra vụ tấn công chết người ở Biển Đỏ, Winward ghi nhận số tàu hàng thả neo bên ngoài các cảng phía Bắc và phía Nam kênh đào Suez tăng 225% so với ngày trước đó. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2024, thương mại qua kênh đào này giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái gây gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng. Trong khi đó, theo trang World Cargo News, nhiều cảng ở châu Phi không đáp ứng nhu cầu tăng vọt, khiến tàu hàng phải chờ lâu hơn. Về phía Hamas, mới đây thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas, ông Ismail Haniyeh, khẳng định lực lượng này sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán tìm kiếm lệnh ngừng bắn tại giải Gaza trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo trong một thông điệp trên truyền hình ngày 10 tháng 3 trước thêm tháng Ramadan, người đứng đầu văn phòng chính trị của Hamas nêu rõ quân đội Iran chiếm đóng chính là bên phải chịu trách nhiệm về việc không thể đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza trước khi bắt đầu tháng Ramadan vào hôm nay ngày 11 tháng 3. Mặc dù vậy, thủ lĩnh Hamas khẳng định nhóm này vẫn sẵn sàng đàm phán với Iran dưới sự trung gian quốc tế để đạt được lệnh ngừng bắn tại Gaza trong dịp tháng Ramadan. Trước đó, đại diện Hamas cùng các nhà trung gian hòa giải của Mỹ, Qatar và Ai Cập đã có 5 ngày đàm phán liên tiếp ở Cairo với hy vọng tiến tới một lệnh ngừng bắn kéo dài khoảng 40 ngày tại Gaza trước khi bắt đầu tháng Ramadan. Vòng đàm phán này không có sự tham gia của phía Iran với lý do được theo A VIP đưa ra là Hamas đã không cung cấp danh sách các con tin còn sống theo yêu cầu của nước này nhiều nhà lãnh đạo khu vực và thế giới đã bày tỏ sự thất vọng xen lẫn quan ngại sâu sắc trước việc không thể đạt được lệnh ngừng bắn tại giải gaza trước tháng ramadan trong thông điệp đặc biệt hôm qua, nhân dịp bắt đầu tháng lễ quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo, quốc vương Ả Rập Xê Út Shaman bin Abdulaziz Al Saud đã bày tỏ sự đau buồn của ngài trước việc người Palestine ở Gaza không thể được đón tháng Ramadan linh thiêng trong yên bình mà dưới bom đạn. Quốc vương Shaman bin Abdulaziz Al Saud nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế cần phải gánh trách nhiệm ngăn chặn các tội ác mang rợ chống người Palestine ở giải Gaza. Đến với một chiến trường không thuốc súng, thưa quý vị, Tổng thống Biden và đối thủ Donald Trump trong một ngày cùng vận động tranh cử tại bang Georgia đã chỉ trích nhau về vấn đề nhập cư và tuổi tác. Khi ông ta nói muốn trở thành kẻ độc tài, tôi đã tin điều đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các cử tri trong cuộc vận động tranh cử tại thủ phủ Atlanta của bang Georgia hôm 9 tháng 3, đề cập đến phát biểu trước đó của cựu tổng thống Donald Trump, ông chủ tòa bạch ốc cũng đề cao sức mạnh của nền kinh tế mỹ cam kết cắt giảm chi phí nhà ở chăm sóc y tế và giáo dục tổng thống biden đang muốn tận dụng lợi thế sau bài phát biểu thông điệp liên bang và dành sự ủng hộ cộng đồng người da màu tại georgia chiến dịch của ông đã chạy quảng cáo trên truyền hình trong đó trực tiếp nhắc tới vấn đề tuổi tác vốn là nỗi lo của nhiều cử tri tôi không còn trẻ đó là điều rõ ràng nhưng vấn đề là tôi biết cách hoàn thành mọi việc để phục vụ người dân mỹ Ông Biden nói, trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trước đó, Tổng thống Mỹ bày tỏ hối tiếc khi sử dụng cụm từ người nhập cư trái phép để mô tả nghi phạm Venezuela sát hại sinh viên y khoa Latin Ridley tại bang Georgia hồi tháng trước. Đáng lẽ tôi không nên dùng từ trái phép mà phải nói là không có giấy tờ, ông cho hay. Tổng thống Biden từng bị một số thành viên đảng Dân Chủ chỉ trích vì chọn những từ ngữ thường được phe Cộng hòa sử dụng khi nói về vấn đề nhập cư. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng liên tục nhắc đến nữ sinh bị sát hại trong bài phát biểu trước người ủng hộ ở khu vực Tây Bắc bang Georgia cùng ngày. Là Kendrilly, đáng lẽ vẫn còn sống nếu số Biden không cố tình phá hoại biên giới Mỹ. Ông Trump nói và lên án Tổng thống Biden tránh cụm từ người nhập cư trái phép khi nhắc đến nghi phạm. Ông ta nên xin lỗi vì đã nhận lỗi với kẻ sát nhân. Cựu Tổng thống Mỹ nói thêm, ông Trump cũng chế giễu đối thủ Biden khi liên tục giả vờ bị vấp lời chiến dịch tranh cử của Donald Trump cũng đáp trả quảng cáo về tuổi tác Tổng thống Biden khi đăng những video ông chủ tòa bạch ốc vấp ngã hoặc bị đứng hình trong các sự kiện. Georgia, bang có 16 phiếu đại cử tri, là mục tiêu hàng đầu của cả hai ứng viên, bởi kết quả kiểm phiếu ở đây năm 2020 cho thấy chênh lệch khá xích sao, khi Trump thua Biden với chỉ gần 12.000 phiếu bầu cựu tổng thống trump cùng các cố vấn sau đó bị cáo buộc đã tìm cách gây sức ép với tổng thư ký bang georgia tìm phiếu bầu để đảo ngược kết quả kiểm phiếu bang georgia từ lâu hoàn toàn nghiêng về đảng cộng hòa nhưng ngày càng trở thành bang chiến trường quan trọng đối với đảng dân chủ những khảo sát gần đây cho thấy ông trump vẫn duy trì lợi thế tại bang georgia Thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới của The Saigon Post ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin trân trọng kính chào.